sự thì em cảm thấy bản thân của mình rất là may mắn khi mà mình có cơ hội được đặt chân tại Miss International Queen Việt Nam này. Và mình cũng đã được có một vị trí mà mình hy vọng rằng là cái vị trí này của mình trong tương lai nó sẽ trở nên lớn hơn nữa. Mình có thể mang cái tiếng nói là một người chuyển giới này và một cái sự cố gắng ngày càng hoàn thiện bản thân của mình đi xa hơn với tất cả mọi người. Bởi vì em mong rằng không chỉ là người ở Việt Nam mà tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ có những cái nhìn nhận khác nhau về những người chuyển giới, rằng họ mỗi ngày họ tích cực hơn, họ tốt hơn, họ phát triển bản thân của mình nhiều hơn nữa. Đối với bản thân của em, khi mà em còn nhỏ thì mình đã biết mình là một người chuyển giới rồi. Và chị Hương Giang cũng là một trong những người đầu tiên mà đi trên cái con đường này. Và chị đó cũng đã rất là cố gắng, như chị cũng biết rồi đó, là đã trải qua rất là nhiều khó khăn để chị ấy có vị trí ngày hôm nay. Thì mình cũng coi chị ấy như là một cái tấm gương của mình để mình ngày càng mình tiến bước lên. Có những lúc mình khó khăn nhưng mình không có bao giờ gục ngã về chuyện đó hết. Và khi mà em đứng ở đây á, không phải bởi vì chỉ bản thân của em nữa, mà còn rất nhiều người ở đằng sau họ ủng hộ em. Họ nói rằng Thảo ơi, phải cố gắng lên, giống như ba mẹ của em, bạn bè của em và những người chuyển giới giống như em vậy đó. Họ coi em như là một cái tiếng nói của họ vậy. Có thể bây giờ họ chưa có đủ sức để họ có thể đứng ở một vị trí nào đó và có thể cất lên tiếng nói. Và em mong muốn rằng em có thể làm được điều đó cho họ. Em nghĩ rằng là khi mà mình đã là một người chuyển giới và cũng là một người trong cộng đồng LGBTQ+, thì tất cả các bạn, ai ngày trước hay ngay tại thời điểm này cũng sẽ đều trải qua những cái sự tiêu cực của từ ba mẹ, cũng từ như bạn bè, cũng như thầy giáo. Mới đầu thì tất cả mọi người đa số họ sẽ không có chấp nhận bản thân của mình là ai. Nhưng mà em nghĩ rằng khi mình đã đặt mục tiêu trong đầu của mình rằng trong tương lai mình sẽ trở thành một người như thế nào và mình sẽ làm gì để cho cái xã hội này tốt hơn, thì từ từ nó sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Cũng giống như chính bản thân của em vậy, mới đầu ba mẹ em đâu có đồng ý cho bản thân của mình là một người chuyển giới đâu. Ba mẹ em nói là nếu như em đi theo con đường này thì chắc chắn là em sẽ rất là khổ sở, bởi vì xã hội ngoài kia không có ai giống như em hết. Nhưng mà em biết em đang làm cái gì. Và có thể ngay những bước đầu tiên ba mẹ không có ủng hộ cho bản thân của mình, nhưng mình cố gắng mình thay đổi theo một cái hướng tích cực hơn. Từ từ tóc mình dài ra, mình xinh đẹp hơn, cái tiếng nói của mình nó vang hơn, và những cái thành quả mà mình gặt hái được thì bây giờ nó cũng đã tốt hơn trước. Thì từ từ em nghĩ là cái câu chuyện này nó cũng có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn đang gọi là gặp những cái sự khó khăn ở ngoài kia, có thể có thêm cái niềm động lực để có thể tiến bước trên con đường mà họ đã chọn à. Em nghĩ là ở Việt Nam á, đôi khi là cái gì nó cũng cần phải có thời gian hết. Có thể bây giờ ở bộ máy trên họ cũng đang suy nghĩ và họ cũng đang làm sao để cho mà có thể cải cách để mình có thể ngày càng tốt hơn. Nhưng mà nó có lẽ nó sẽ có thể chậm hơn các nước còn lại. Thì em mong rằng là trong tương lai chúng ta có thể đẩy nhanh cái quá trình này lên. Bởi vì không chỉ bản thân của em mà còn rất rất nhiều bạn ở ngoài kia cũng đang có nhu cầu để có thể chuyển đổi cái giấy tờ của mình một cách pháp lý nhất, để mình có thể được sống một cuộc sống thật sự là bản thân của mình luôn á. Đó là mỗi lần mà em đi đâu hay là em làm gì đó mà em cần phải xuất ngoại hay em cần phải lên máy bay, em luôn luôn phải hóa trang bản thân của mình để có thể phù hợp với lại cái giới tính pháp lý thật sự. Thì đôi khi đó cũng là một cái rào cản cho chính bản thân mình. Giống như có thể mình đi ra ngoài mình nghĩ là mình luôn luôn xinh đẹp, nhưng mà tới cái khúc đó thì mình cần phải hóa trang, mình cần phải đổi tóc giả, mình cần phải ăn mặc như là một người con trai thật sự, để khi mình đi ra ngoài họ không có trở nên khó chịu với mình hay là họ không có nên soi xét mình quá nhiều. Nhưng mà em thật sự rất là mong trong tương lai chúng ta có thể thay đổi cái luật pháp này để cho mọi thứ nó diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Thật sự em rất là mong muốn luôn á. Đối với bản thân của em á, thì em nghĩ rằng Việt Nam của mình bây giờ cần nhất đó là giáo dục về giới tính và giáo dục về sức khỏe cộng đồng. Lý do tại sao mình giáo dục về giới tính thì như chị cũng biết, thì trong tương lai những lớp trẻ này sẽ là người lãnh đạo của cả đất nước này. Nếu như mình giáo dục cho họ giáo dục giới tính từ sớm, họ sẽ biết được là cộng đồng LGBTQ+ này là gì. Họ có phải là những người bình thường như tất cả chúng ta không? Thì em nghĩ rằng nếu như mà chúng ta có thể làm cái điều đó từ sớm, từ những lớp trẻ này, thì trong tương lai 10, 20, 30 năm nữa thì những người chuyển giới giống như em hay là những người thuộc cộng đồng này, họ sẽ cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì ngay tại thời điểm đó tất cả mọi người đều đã chấp nhận rồi. Và còn về sức khỏe y tế thì em nghĩ rằng là căn bệnh HIV/AIDS bây giờ nó đang rất là nhức nhối trong cuộc sống ngày hôm nay. Thì nếu như mà chúng ta có thể tới các trường cao đẳng đại học và chúng ta có thể lan và chúng ta có thể phổ cập những cái thông tin này đến với nhiều bạn trẻ hơn, để cho họ có thể có được cái cách để có thể bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, thì em nghĩ rằng đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải nên làm ngay tại thời điểm hiện tại à. Cái câu mà gọi là tâm đắc nhất của bản thân của mình đó là bạn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nếu như bạn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, bạn sẽ có thể bảo vệ được chính bản thân mình và bạn cũng sẽ bảo vệ được những người mà bạn yêu thương. Em nghĩ rằng cái câu đó là cái câu mấu chốt mà mỗi lần mà em đi thi hay em thay đổi bản thân của mình như vậy, có những lúc em thật sự em muốn từ bỏ.
Bởi vì lúc đó có quá nhiều sự khó khăn đến với mình, nhưng mình không thể kiểm soát được nó. Nhưng mà khi mình ngồi lại, mình mới nói là nếu như bây giờ mình dừng lại tại đây thì sao? Những người đang yêu thương mình ở đằng sau sẽ như thế nào đây? Sẽ không có ai là tiếng nói cho họ nữa. Thì em tin rằng đây là một cái nội lực ở bên trong mình để mình có thể tiến bước hơn nữa. Và ngày hôm nay em có mặt ở đây à. Đối với bản thân của em á, thì em nghĩ rằng là những gì em có ngay tại thời điểm này nó không có đáng là bao so với tất cả những gì mà các anh chị đi trước đã từng làm hết. Thì em nghĩ rằng bản thân của mình còn phải trau dồi nhiều hơn nữa. Dẫu cho có một khoảng thời gian ngắn sắp tới đây là em đã phải tiếp tục chinh chiến rồi, nhưng em hy vọng rằng tất cả các anh chị có thể hỗ trợ cho em và có thể góp ý cho em những cái gì mà em vẫn còn sai sót để em có thể ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn. Và em hy vọng rằng em có thể làm được một, em có thể trở thành một niềm tự hào cho Việt Nam à. Đối với bản thân của Thảo, sợ là chắc chắn sẽ sợ, nhưng mà Thảo nghĩ rằng có một cái từ mà Thảo nghĩ là chị sẽ hiểu, đó là từ phong ấn. Tức nghĩa là nếu như mình làm sai thì tất cả mọi thứ của mình nó sẽ trở nên bị bế tắc và không ai muốn điều đó cả. Và kể cả bản thân Thảo cũng vậy, khi Thảo đã biết định là Thảo đi trên cái con đường nghệ thuật này rồi, Thảo mong muốn Thảo sẽ mang được cái hình ảnh của mình như thế nào đối với tất cả các công chúng ở đây. À, tôi xinh đẹp, tôi tài giỏi, tôi tự tin. Và tôi mong muốn rằng tất cả mọi người ở ngoài kia sẽ nhìn vào tôi và phát triển theo cái con đường đó. Cũng giống như Thảo ngay tại thời điểm trước, khi mà Thảo có những cái dự án cộng đồng chính bản thân mình, như là dự án Cơm Nóng Đây, lúc đó chẳng ai biết tới Thảo hết. Nhưng mà Thảo mong muốn rằng những cái hình ảnh nhỏ nhoi đó của mình cũng có thể lan tỏa đến với tất cả mọi người. Tôi cũng là một người công nhân ở Việt Nam và tôi cũng góp ích những cái gì đó tích cực đến với tất cả mọi người. Và em hy vọng rằng là cái điều này nó sẽ phát triển nhiều hơn, cũng giống như chúng ta vậy. Bây giờ chúng ta đã là một người làm trong ngành lĩnh vực nghệ thuật rồi, thì tất cả mọi người ở ngoài kia đang nhìn vào chúng ta. Và nếu như chúng ta phát triển nó theo một hướng tích cực thì nó sẽ là tích cực.